Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình và mình là Minh Anh. Ok, hôm nay là tiếp tục với tựa game Dynasty Warrior anh em ơi. Và hôm nay mình đã đôn cái con Tào Tháo vô song của mình lên slot chính rồi để thay con Trương Lưu anh em ơi. Mình đã thay ấn thay ngựa các kiểu rồi anh em ạ. Và lấy cái hồn nhân rồi. Thiên đỏ với nhân đỏ anh em ạ. Mặc dù tài nguyên thì nó cũng chưa được tối ưu cho lắm anh em ạ. Khi mà cái hồn địa của mình vẫn là hồn cam. Và cái hồn nhân mình chưa có up lên được, tại vì bây giờ muốn up lên á, là phải tốn một cái hồn nhân đỏ nữa. Và như vậy thì nó cũng khá là tốn kém anh em ạ. Thì tạm thời con Tào Tháo của mình đạt 3.019.000 lực chiến anh em nha. Vũ khí 4x. Chỉ số tinh luyện thì cũng nói chung là cũng khá là ổn một chút. Ấn thì 3 lỗ anh em ơi, với một cái sát thương vô song tăng 34% này. Và một cái tật hành này, một cái thi triển vô song hồi HP này. Thì nói chung là nó cũng chưa được ổn lắm anh em ạ. Tại vì mình rèn ra thì nó cũng không có ra cái gì nổi trội hết trơn á. Toàn hai ba lỗ cái kiểu à. Chỉ có mỗi con Vân của mình ấy. Cái con Vân của mình thì ngon thôi anh em ơi. Binh khí là ngon thôi. Ba công một thủ. Lại được cái chỉ số công 14.2. Đó. Khá là ok. Cũng có cả phá thế rồi này. Cái này mình cho thêm một cái thế như hồng vào chỗ thập bộ trảm mình sẽ ngon hơn. Thế nhưng mà thôi anh em ạ, từ từ hả. Tại vì cái đấy mình đang xài cho con Viên Thiệu. Thì đợi sắp tới tôn sách ra vô song thì mình cũng up luôn anh em ơi, up tôn sách lên vô song luôn mà thay slot của siêu thì cái combo Vân Tháo sách thì chắc là cũng khá là ổn. Mặc dù sách thì cái chiến hồn của nó khá là kém anh em ạ, thế nhưng mà cũng đều 4x vũ khí các kiểu hết rồi đó. Ok, thì sơ sơ một chút như vậy anh em ơi. Hôm nay mình lên một cái preview về con Tào Tháo vô song của mình, tấn công 116.000, phòng thủ bạo kích kháng bạo thì khá là cao anh em ạ. Đó. Khá là ngon rồi, nói chung là với cá nhân mình ấy, thì mình cảm thấy lên thì khá là khỏe. Hình thái vô song nhưng mà mình chưa có up lên level 10 hay là 20 gì cả, bởi vì mình đang dồn cho con Triệu Vân lên 20 anh em ạ. Triệu Vân của mình gần lên rồi. Được level 15 rồi. Đó. Ok. Thì không để anh em chờ đợi lâu, bây giờ mình sẽ cho mình test tháp thử anh em nha. Tháp chính thử để xem nó như thế nào. Đó, tem đầu tiên thì mình chơi Uyên, Lưu và Tháo này. Tem thứ hai thì Thiệu này. Đó. Tem đầu tiên thì có 6 triệu 7 lực thôi anh em ơi. Ê, chết chà. Tem thứ ba thì là 9 triệu 2. Đó. Ok, thì bây giờ mình sẽ làm một game anh em nha. Test thử nó ở cái map tháp 280 xem như thế nào. Ok. Toang rồi. Không được anh em ơi. Đứng đằng sau mà cũng bị đam hả? Vãi trưởng thật đấy nhỉ. Vãi. Nên nó bắn khó chịu nhỉ anh em nhỉ. Đam không nổi luôn anh em ạ. Đây rồi. Thử bắt xem nào. Ui. Giật khá là kinh khủng anh em ạ. Không nổ vô song anh em ơi. Không nổ vô song anh em ạ. Đây rồi. Một xu luôn anh em ơi. Chết không? Ui dồi. Đam quá phê anh em ơi. Đam phải nói là quá phê anh em ạ. Phê là tài phòi luôn. Ok. Cái tem này thì nhẹ nhàng anh em ạ. Tem này nhẹ nhàng. Ai dạ. Ai dạ. Con tiểu kiều nha.
Luyện sư đi rồi. Né xung kích kìa. Chọc, chết động. Ui, không chết kìa. Ok, chết rồi anh em ơi. Còn cái con tiểu kiều này nữa. Ôi rồi, vụt vụt. Đó, anh em thấy không? Tháo đam cực kỳ to anh em ạ. Tháo đam to vãi. Cái này mình có thể leo tiếp được chứ nhỉ? Leo đến xem tầng bao nhiêu. Vãi. Gì vậy nhỉ? Mẹ con này nó khó chịu nhỉ? Chết không? Không chết thì thôi, một xu luôn anh em ạ. Đây rồi. Má mày. Má mày. Mình ngầu à? Mày ngầu mới Triệu Vân à? Bảo lao ba con lông côn. Đây cái tem này anh em ơi. Ải này là ải Vương Nguyên Cơ à? Đây có rồi anh em ơi. Đây rồi. Un tin luôn. Chết không? Giật chết. Ôi giời ơi. Đam kìa anh em ơi. Đam quá kinh khủng luôn anh em ạ. Chết đi. Đam quá kinh khủng luôn. Đây rồi. Ê, chết rồi đừng. Rồi ok, đi luôn. Đi luôn, ok chua. Bây giờ còn con không giáp này nữa. Còn con không giáp này nữa anh em ơi. Xong luôn. Ok.
Dynasty Warriors Overlord, liên trạm chiến trường vạn quân, tải ngay trên App Store hoặc Google Play.